Đây là mẹ của chị Duyên, người được anh phong bụi giải cứu từ Campuchia về. Thì sau khi nhiều cái clip mà của các kênh đăng lên đó cô, thì con thấy là nhiều người nói là cô là tại sao mà không lo cho chị Duyên lúc trước á, là cô bỏ chị Duyên này nọ. Thì hôm nay thì cô có thể cho con biết được cái lý do nào mà mình không có thể chăm sóc được chị Duyên lúc trước á cô? Tại lúc đó tuổi còn trẻ, cha nó ra rồi, ai chồng của vợ là còn tuổi con trẻ mà phải bước thêm bước nữa để cho ngoại bà ngoại nó nuôi. Là lúc đó lần riêng được là nó đi học lớp 1 rồi, là từ đó tới sau là để ngoại bà ngoại nó nuôi tới lớn luôn. Nó năm nó đi rồi, tôi cũng chồng đi xa thế nó về xứ luôn. Dạ, vậy là lúc đó chị Duyên ở với ông ngoại bà ngoại đó. Dạ, chứ cô không có trực tiếp ở đây? Không có trực tiếp luôn. Dạ. Thời điểm đó là cô làm gì cô sống? Đi làm thay làm mướn. Dạ, cũng là không có giàu có gì không hả? Không có giàu, không có về. Nếu mình giàu có là về thăm gia đình rồi. Dạ. Thăm về gia đình luôn. Cô thấy nhiều người nói trên mạng nói là chắc cô á không có chăm sóc được chị Duyên á. Đúng rồi, tôi đã cũng nói thẳng lên trên cộng đồng mạng đó luôn. Người mẹ vô lương tâm không có lo gì cho con tôi hết. Tôi nói thẳng mà là cái con bụi đăng lên mà mình không lo, mình nói là mình không lo, không giấu cái gì hết. Dạ. Chứ mình giấu gì? Mình là mẹ mình không lo, mình vô lương tâm thì mình nói người mẹ vô lương tâm, chứ không có chạy cháu cái gì được hết trơn. Ai cũng có một cái nỗi khổ riêng, nhưng mà và tại bây giờ cái câu chuyện đưa lên á sẽ có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều. Cái câu chuyện là bất kể cái câu chuyện nào cũng vậy, cũng có một cái phần tranh cãi, đó mới là cái hiện thực trong cái cuộc sống này. Thì đến bây giờ là chị Duyên đi về trở lại Việt Nam rồi, thì là cũng là được sống gần cô trong những cái ngày tháng vừa qua. Thì theo cô có cái cảm xúc như thế nào trong những cái ngày tháng vừa qua? Về mấy chạy phải không? Dạ đúng rồi. Đấy, về thì mình bù đắp lại cho nó. Dạ. Dạ thì con cũng nghĩ vậy. Bây giờ thì cô cũng ở đây đúng không? Cô đâu có đi làm xa đúng không? Đó thì bây giờ thì mình bù đắp lại. Dạ thì cũng vẫn còn kịp với cô. Dạ chứ không có làm kịp đâu. Thì bây giờ là chị Duyên, cái tâm lý của chị Duyên bây giờ là nói chung là cũng bất ổn phải không? Vừa nhớ chồng. Ổn định dạ, đó, nó còn ổn định. Dạ, nãy em thấy nằm trên dưới dẫn rồi. Dạ. Như là người nó làm sao thì... Dạ, thôi thì bây giờ cô gán, cô chăm sóc cho chị Duyên ha. Nói chung bây giờ là chị Duyên là cần cô để chăm sóc, cần người để chăm sóc, chứ bây giờ bỏ chị một mình thì con nghĩ là chắc không thể nào mà bình thường lại được. Mà cô nghe được cái câu chuyện mà chị Duyên kể về những cái hành trình khi mà ở bên Campuchia, cũng như rằng cái hành trình mà giải cứu về Việt Nam á, thì theo cô có thấy con mình có thấy sốc, rất là sốc đúng không? Sốc, sao không? Con đẻ ra mà ai mà có sốc hết á. Dạ, thì có bao giờ mà cô tự trách bản thân mình rằng tại sao mà mình không có lo cho mình? Mình trách mình tạo ra, mình nắm ra cho con mình được cái gì á. Dạ. Có trách sao không? Dạ. Nhưng mà vì hoàn cảnh này cô giờ. Nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn mình đẩy chưa nè. Tôi có chồng thì sao mà tôi cũng dặn khổ ra. Tôi nói tôi không bao giờ về xứ nữa. Là cô lúc trước là cô bỏ xứ trước khi mà chị bị mất. Tôi cũng đi nữa, đi trước con từ đó tôi nói giàu lúc ngoại nè. Nó đi học lớp 1 là đem ngoại nuôi nè. Tôi không có về xứ, khổ quá tiền. Anh Hoàng không đủ sống làm gì có tiền mà để về xứ. Yeah. Mà thăm con với thăm bà ngoại đó. À, đi biển biệt là bao nhiêu năm trời đúng không? Đi mấy năm mà tôi mới về một lần. Rồi lần tôi về là bà ngoại nó cũng diễn diễn. Và bà ngoại nó cũng đi dẫn đi kiếm có chồng. Thì cũng phải là mình đẻ chữa cũng có con nhỏ rồi. Dạ. Yeah. Tuổi con trẻ mà thôi. Trước năm con Duyên này nó 7 tuổi là lúc đó tôi mất con nhiêu 22 tuổi. Dạ. Yeah. 21 tuổi à. Tuổi con quá trẻ rồi. Còn phải bước thêm một bước nữa rồi. Dạ. Yeah. Có chồng có gia đình riêng rồi chị Duyên đâu có đi theo được ha. Bây giờ nó theo cũng không được, ở ngoài ngoại nó quen rồi. Bởi vì làm không đủ sống nữa sao đi theo lên ở được. Là thời điểm đó hồi lúc mà chị đi cô đi theo chồng á, là cô thời điểm đó cô làm nghề gì? Lúc đó tôi cũng đi mua phế liệu. Đi xa xứ dẫn mua phế liệu. Đi Đồng Nai hả cô? Tôi mua, tôi đi lúc đó ở trên nào rồi. Trên chỗ mướn nhà cũng gần, ở mướn nhà chứ không phải là có nhà luôn. Khổ là vậy đó. Bây giờ là cũng chưa là có cái nhà ở. Dạ. Cũng dẫn mướn nhà. Mai đời này mốt đầu kia luôn. Dạ.
Còn cái câu chuyện như là nó tính hỏi về cái vấn đề mà hiện tại là cô cũng đang ở gần chị Duyên luôn, và bây giờ cô không có đi đâu nữa đúng không cô? Không, là từ nó về đó là chị về đấy nè. Dạ, yeah, giờ và muốn sống gần con luôn ha. Dạ, con nghe mấy cô hàng xóm chia sẻ là sắp tới là cho chị Duyên bán cái gì đó con? Học dịch khô. Là khô gì? Khô mình ăn bán. Cá khô hả? Khô mực đồ đó. Khô mực, khô cá đuối. Dạ, học dịch lộn hả? Mình bán ở đâu con? Đây. Tại nhà luôn. Bán trong hẻm này luôn hả? Trong hẻm này đó, chị ăn hàng lắm. Không, nhưng mà trong hẻm này con thấy ít đồ mà. Sao con đủ sắc được rồi. Sao không dọn cái đường bán, dọn cái đầu đường bán nè. Không, đầu đường không được, ta bán mà trong xóm ủng hộ mà. Bán đầu đường không bằng đây ta, đâu. Nếu mà trong xóm người ta ủng hộ thì người ta ủng hộ chắc cũng phải là 1-2 ngày thôi. Không, ai đâu ủng hộ bán đúng. Tại người ta có bán rồi, người ta nghỉ. Dạ. Bây giờ thì nó ra nó bán rồi. Cái xóm này nó dài vô cẩm như sâu không cô? Dài, không ủng hộ quá. Dài qua bánh kia luôn. Thì hôm qua thì có mấy cô hàng xóm này chia sẻ gì đó. Thì người ta nói, cũng có rất nhiều người nói là nên để cho chị Duyên nghỉ ngơi khoảng 5-7 ngày cô, cho ổn định lại rồi cho tư tấn rồi lại ha. Rồi hãy ra bán chứ bây giờ nó mệt rồi, nó mỏi mệt, nó man man gì, nó mỏi mệt trong người dữ lắm. Đặng đổ giật tùm lum mình phải gom là mẹ mà gom giật cho nó cứ nằm đi cho khỏe thì nào khỏe thì bán. Dạ đúng rồi, chừng nào khỏe đi bán rồi con người mấy mệt mỏi rồi nó lừ đừ nó khờ thì sao á. Chứ mấy chơi chứ mấy chục năm nay, ủa mười mấy năm nay thì chị cực nhiều rồi. Thì bây giờ cho chị nghỉ ngơi một tuần hay tuần gì cũng được mà gấp gáp gì đó. Con hỏi cô một chút cái vấn đề riêng tư nè, khi mà kể từ khi mà chị Duyên bị mất tích á, cô có đi tìm kiếm hay là đi dò la tung tích này nọ không cô? Ông ngoại bà ngoại nó đi kiếm. Dạ. Đó đó là tôi nói thật luôn, tôi không kiếm. Dạ. Là mẹ cái gì có nói cứ chữ. Dạ. Mình không có là mình không có, là trách nhiệm không có. Tức là cô vẫn biết là chị Duyên mất tích mà không biết ở đâu thôi. Không biết làm gì, đi kiếm hoài cũng chẳng có được. Rồi lúc đó là người ta một cái thời là cũng như là con gái tụ tập nó đi chơi kiếm rồi đi đâu mất tiêu. Dạ. Bây giờ kiếm cũng chẳng có được, ngoại nó kiếm còn ra nữa. Mình cứ nghĩ ngày như vậy nào thôi. Ngoại nó cũng đi mà. Ngày nào cũng đi luôn. Lúc còn ngoại nó còn sống nữa. Dạ. Mình cứ nghĩ rằng là chắc là đi chơi đi đâu đi đó chứ không nghĩ là bị bán sang Campuchia đó. Nó đi mà biệt biệt là mới biết là nó đi luôn. Và khi mà chị Duyên chưa trở về, cô có hàng ngày cô mong muốn rằng là chị Duyên sẽ trở về với con. Cái chuyện đó mình diễn nhiên là máu mủ của mình, lúc nào mình cũng phải mong muốn nó trở về. Dạ. Có chết đất nhà. Dạ. Đừng có bỏ đất xuống người ta. Dạ. Dạ thì con cũng muốn nói với cô cái điều này nè. Cô cũng đừng có suy nghĩ về những cái việc mà người ta nói mình đã sao hết. Trên mạng người ta nói gì cũng được hết. Nói chung rằng người ta không có sống trong cuộc sống của mình đâu. Người ta đâu có trong hoàn cảnh của mình. Dạ. Tại vì đã bước thêm một bước nữa rồi. Dạ. Những kẻ mà bước một bước nữa mới biết nỗi khổ của người đàn bà. Dạ. Dạ. Cái gì nó cũng có ngọn ngành hết. Nó cũng có là một cái lý do của nó. Dạ. Mình không có phải rằng là mình phân bua gì hết, nhưng mà mình muốn nói ra những cái tâm sự của mình. À, mình không lo cho con cái đàng hoàng thì mình cứ nói thẳng. Còn bây giờ là chắc cứ đến bây giờ làm cái gì nữa, trong khi bây giờ mẹ con cô cũng đã đoàn tụ với nhau rồi, thì thôi là con nói với cô như vậy nè. Cũng đừng có quan tâm tới những cái lời mà họ nói như thế ha. Cũng có nhiều người người ta sẽ thông cảm cho cô và những cái không những nhiều người người ta có chữ chắc mình cũng phải là chấp nhận, tại vì là mình lo đã có làm cái chuyện đó với con mình sai. Mình đã sai rồi, người ta có chữ mình cũng vẫn chịu luôn. Dạ. Đó là bằng sự thật, cứ chữ, tại vì người mẹ lúc nào cũng phải đùm bọc như con. Dạ. Nhưng mà lúc đó tuổi nó còn bồng bột quá, bước một bước nữa. Dạ, với lại đó cô còn trẻ mà. Con trẻ mới có hai mấy tuổi à. Dạ. Có là tránh khỏi à. Còn kể từ khi lúc về tới giờ á, thì chị Duyên có tâm sự gì với cô những cái việc mà đi ở Campuchia? Tại vì nó này nó chị nghĩ rồi nghe rồi nó nghĩ nó muốn nói nó không có nói. Tới giờ chị chưa mang dép được hả con? Mang dép vậy đi trên sông thôi, dép đi vào không đi lên đó là cát không, ngoài quét cũng thôi đi vào không lên cát không vậy. Quen cái cuộc sống bên đó chứ có dép mang như là quen cái cuộc sống kiểu lụm da chai với liệu mình không chưa thích nghi được đâu. Lụm da chai với liệu không nghĩ chai rồi các kiểu chắc chưa thích nghi được. Thôi con cũng cảm ơn những cái lời mà chia sẻ của cô. Thì cô cũng nhiều khi mà cô coi thì cô mất công, con sợ cô bị ảnh hưởng tâm lý không là không có mà biết chữ thằng con trai út
11 tuổi, còn con trai Út nữa, tuổi gì mà con thằng con trai Út 11 tuổi yeah. Là nó đọc cho nghe thôi. Cảm ơn quan chế cô, mẹ cô. Tại vì mà khi lên mạng xã hội thì sẽ có hai luồng ý kiến. Một luồng thì người ta còn ủng hộ, một luồng người ta phải nói vậy rồi. Tại lên xã hội mà. Nhưng mà lên mạng này á, là những người trong hoàn cảnh như tôi, người ta mới hiểu cái nỗi khổ của người mẹ. Cái đó là người ta chỉ nhìn ở bề ngoài thôi. Đúng rồi, người ta đã chỉ mình sao bà này bà, bà ác quá, bà bỏ con, bà không nuôi ha. Nhưng mà bà đâu có nằm trong hoàn cảnh của cô đâu, bà hiểu được hết, con người ta hiểu hết được câu chuyện. Để người ta thông cảm cho mình. Hôm nay thì cô chia sẻ cái này thì con thấy là khá là thật luôn nha. Một người chia sẻ khá là thật. Cô dám nói ra những cái lời đó là cô quá là thật. Thì quá thẳng thắn. Thì như vậy nè, cũng chẳng có ai mà sống trong cái cuộc đời của mình hết đâu cô ha. Thì thôi mình cứ sống mình sao mình cũng vẫn sống như vậy. Thì nói chung rằng sau những cái năm tháng mà chị Duyên đã bị bất hạnh trong cuộc đời này á, thì con hy vọng rằng thời gian từ nay trở về sau đó, cô và chị Duyên cô sẽ dành những cái tình cảm yêu thương ha, và đầm bọc của một người mẹ dành cho chị Duyên nhiều hơn cho con, để cho chị Duyên có thể mà trở lại cái tâm lý bình thường và cảm thấy rằng mình không có cô đơn trên cái cuộc đời này cô ha. Rồi con cảm ơn cô và con xin kết thúc video tại đây ạ. Dạ, chào con.